Mình mặc đi anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Quá thơm luôn. Anh em mình đang tranh thủ ngay gấp tiếp máy mi mực đây. Mực đây là mực siêu VIP Pro của anh em mình nè. Đó, anh em liên tục để mình like lên like cho mấy anh em, để mấy anh em khỏi bị lạc. Ở đây ghi cái ngày phía sau ra luôn anh ơi. Ngày dựng ngay cho mấy hộp đó. Để mấy anh em đặt hàng cho chuẩn. Khỏi bị nhầm lẫn nha. Anh em cứ để lại bình luận nếu anh em muốn đặt hàng, để xíu nữa mấy anh em vào nhắn tin cho anh em nha. Đó, anh em cứ để lại bình luận thôi, để là số 1, số 2, số chấm hoặc là chữ mua thôi. Xíu nữa anh em mình sẽ vào lên đơn cho các bạn, nhắn tin cho các bạn. Đấy, chào 100 anh em đang xem nha, bên Facebook nha. Cảm ơn anh em ơi. Này tiếp tục tranh thủ rồi. Đây thấy mực à. Đỏ. Quá đẹp luôn. Anh em mình, anh em mình đã anh em. Không ăn mấy mực này rồi ăn mắm nào nữa. Anh em để lại mình lần thôi nha. À, lên đơn để anh em khỏi đặt lộn chỗ nha. Nhiều anh em cứ lấy video của anh em mình chạy quảng cáo lại là anh em cứ đặt lộn mà không phải mấy mực của mình nha, mất công lắm nha anh em ơi. Đó. Anh em cứ mua hàng trên live đây là chuẩn xác ra 100%. Đó. Ok mấy anh em ơi. Bây giờ là 4 giờ kém 10 rồi, 15 rồi. Rồi, tiếp tục vô luôn. Mực đây anh em ơi. Mấy mực mấy anh em mình là mực muối chua nha. Muối chua thì mình đã nói rất nhiều lần rồi đó. Muối chua là mực anh em mình muối nhà ra, tỷ lệ 5:1 nha anh em. 5 mực 1 muối. Đó, muối như vậy là rất là nhạt rồi đó. Mực như vậy thì tốc độ anh em sẽ để nó sẽ nhớ nhanh, con mực nó sẽ tan nhanh thôi. Mấy mực thì mà muối chua thì nó sẽ khác với mặn chút là nó xuống mực nó sẽ teo nhỏ nhanh nha bạn. Kéo thùng gần qua rồi. Ở chồng. Đó. Rồi, mực to anh em ơi. Mực muối mặn thì anh em để lâu, nó không đã có teo nhỏ con mực. Còn muối chua thì để nó teo nhanh, nhưng mà ăn như muối chua thì nó sẽ ngọt con mực hơn anh em ơi. Nó nhạt hơn, nó ngọt hơn. Anh em muối chua là không phải là anh em về nhà anh em ăn được liền đâu, anh em về phải gia vị lại nha. Gia vị lại theo khẩu vị của anh em, mình có tờ giấy hướng dẫn để bên trong. Đấy. Một sản phẩm máy mực của anh em mình đây cho mấy anh em xem. Đấy, bên trong mình bỏ rất kỹ nha. Hai cái bịch bên trong mà cột kỹ lại. Xong rồi đậy nắp kỹ rồi anh em mình sẽ chống sóc các kiểu lại. Đấy. Anh em thấy không? Tại vì anh em mình bán mắm mà thì sản phẩm nó phải kỹ càng cho tới tay của khán giả. Chứ lỡ đâu mấy anh em đang đi làm hay đi đâu mà anh em đặt hàng một cái anh em nhận cái hàng đồ hũ mắm nó bị xì một cái là mất công lắm. Chào các anh em nha. Tháng mực đỏ nè. Chào Sang nha. Đó. Ok. Đây luôn. Sang chi làm nội thất mà không làm suốt ngày coi livestream ha. Một Sang ấy. Chào bạn Cam Cam nha. Anh em ơi, anh em nhắn vào vô hàng đặt hàng cho nó nhanh nha anh em ơi. Đó. Rồi đúng rồi anh. Dựng qua kia anh ơi. Dựng dưới đó. Đúng rồi. Được. Đây nè Thanh à, để trên đây. Đây cái đường này. Lên. Đó. Rồi anh em biết ngày tháng cho anh chuẩn nè, để anh em đặt hàng cho anh chuẩn khỏi lạc, khỏi bị nhầm lẫn thiên lai. Đó. Uy tín nha anh em. Mực muối chua đây. Uy tín luôn. Bán mực đây. Anh em về nhà anh em chỉ cần lấy kéo cắt nhỏ ra một xíu là anh em mới gia vị như tờ giấy dẫn sử dụng mình bên trong nha. Cái này cũng nhỏ này, anh em cắt làm ba được. Mực này thì anh em cắt làm ba thôi. Mực này nó còn tươi thì anh em mình chế mì tôm ăn các kiểu nha. Mực đây mực tươi của anh em mình thì bình thường người ta trong nhà hàng người ta lấy mực đây để người ta hấp, người ta bán là mực kiểu như anh em mình này anh em ơi. Đó, không phải là mực tàu lao đâu. Anh em mình chơi mực uy tín á. Mấy bữa anh em vẫn quay cho các bạn xem cái mực của anh em muối rồi nha. Đó, yếu tố làm nên cái thương hiệu của anh em mình đó là mực tươi nha. Muối từ mực và muối trắng để dây rồi kết hợp lại với nhau thôi, hai cái trộn lại với nhau thôi anh em ơi. Đó, hình thức quan trọng để anh em bảo quản nó thì anh em chỉ muối trong lòng MV đây của anh em mình không cho một con ruồi con muỗi nó bay vô, và anh em mình bảo quản thì anh em mình đóng gói khi mà thời gian bảo quản để nó mực nó ngấu để ăn được thì anh em mình lấy bị ni lông trùm lại rồi lấy cái nắp đậy kín lại xong rồi bỏ vào cái mùng chụp. Đấy, như vậy thì không có con nào nó bay vào được hết nha các bạn. Nó không có ruồi bay vào thì nó sẽ không có bị con giòi. Hình thức là vậy thôi, không có chắc bảo quản gì hết. Kỹ tụi mình chỉ biết một để gửi sản phẩm tốt nhất tới anh em nha. Đó. Anh em đặt hàng sản phẩm anh em đặt về dùng thử cho biết. Đây.
tục mắm đây nữa anh em ơi, anh em là thích đặt mắm cá cơm đây. Đây là mắm mắm đục nha các bạn đó. Mắm đục đợt rồi mấy anh em đi trang biển mình có đạt được 10 thùng mắm đục đây. Đấy, chuẩn bị mình có cái mắm đục này bán cho mấy anh em rồi. Mắm đục đây là mắm đục uy tín ở ngoài biển nha anh em, cho mấy người dân ngoài biển á. Muối nhưng mà mình nói là muối hình thức cũng là muối chua, muối ăn nhanh, tầm 2 tháng là ăn được rồi. Chuẩn bị này mình xin lọc ra để gửi đến khán giả nha. Mắm đấy thì anh em chỉ cần lấy trái ớt em dầm vô một cái nè. Mắm đục. Anh em chỉ lấy trái ớt trái tím anh em cắt nhỏ anh em dầm vô đổ trực tiếp vô là anh em dứt luôn, chấm với thịt ba chỉ được luôn. Hoặc là anh em có thể gia vị tùy cách ăn của mỗi người. Ăn kiểu nào cũng ngon hết. Sản phẩm của anh em mình nếu dở cái anh em cứ nhắn tin mình hay là phone cho mình cái mình sẽ bồi thường 100% nè, bằng chuyển qua cạc hoặc là anh em mình sẽ gửi sản phẩm khác bù cho anh em đó, hình thức nào cũng được đó. Việc thì hết nha các bạn ơi, cảm ơn mấy anh em rất nhiều, cho anh em xem kỹ là con mực của mấy anh em đó, nhìn không à. Nhìn hồng tao đấy đó. Anh em mình làm mắm đi, anh em mình quay từng công đoạn, từng cái lúc anh em muối tới lúc anh em mình gấp ra bao bì đóng gói và anh em chế biến và anh em ăn luôn đó. Xí nữa mấy anh em mình Vũ nó đang làm một món đầu yển ra, xí nữa anh em chấm bánh mực thì ăn nó ngon cỡ nào. Đang thèm, bữa nay thèm quá, mới nói Vũ chạy vô chợ làm cái xí nữa giúp luôn. Ok, cảm ơn bạn Công Sức Trang nha em ơi. Em đặt cái sản phẩm gì đây, ghim vào nha, em đặt nha, em lụm luôn cái combo anh đang ghim này. Cái combo này là combo gian danh thiên hạ nha, mắm mực và mắm mắm đục đó. Đó, mắm đấy thì cân với tất cả loại hình nghệ thuật, thịt luộc nha, thịt luộc ra thì chơi thịt hấp nha, rau luộc nè, rau sống, ăn bún, đó, cái nào cũng được hết, bạn muốn ăn cái nào thì bạn dùng nha. Đấy, ok mấy anh em ơi, con mực anh em nhìn ở trong cái la này, anh em nhìn cái màu nó hơi chưa được sáng lắm, nhưng mà ở ngoài thực tế nhìn nó sẽ hồng hơn, nó sáng hơn, nhìn nó đẹp lắm nha anh em ơi, đó, nhìn mắt thiệt nó đẹp hơn, nó sáng lắm anh em thấy không, khi con mực mời anh em mình, khi con mực anh em mình lúc đầu mình muối con mực nó còn tươi rói luôn, nó cứng luôn, mực đây mình chế mì tôm ăn là nó cứng ngắt luôn, vẫn còn ngon bình thường. Ăn nó rất là ngọt con mực, mà khi mà bắt đầu nó tới giai đoạn nó ngéo rồi, anh em thấy con mực bắt đầu nó mềm thôi. Còn cho anh cái xem con mực nè, vẫn mực anh em mình nó rất là nhỏ nha, nó ngéo rồi nó mềm xuống. Và khi nào mà mấy anh em về ăn thì anh em cắt làm 2, làm 3, làm 4 ra đó. Nếu anh em nào mà ăn nhạt thì anh em cắt làm 4, làm 5 nó nhỏ ra, anh em ghém là nó vừa cái miệng của anh em luôn. Em còn ở đây anh em cắt làm 3 ra là vừa luôn. Anh em mình chơi mực muối chua là vậy nha, muối chua nghĩa là muối nhạt, tỷ lệ là 5:1 nha đó. Và còn nếu như mà anh em mình muối sư hay muối mặn là con mực nó cứng ngắt anh em ơi, nó cứng con mực lắm. Đấy, và cái con mực ăn nó không có cái độ ngọt tự nhiên của con mực. Nó hình thức là vậy thôi anh em ơi. Cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Anh ở em đấy chỉ bảo quản được lâu. Anh em chỉ để lại bình luận nha anh em ơi, cứ để bình luận chấm lại thì xíu anh em mình xin lên đơn cho các bạn nha. Cảm ơn, xíu nó sẽ thanh gà trọng còn các bạn nhắn tin cho anh em. Rồi, cảm ơn mấy anh em rất nhiều nha. Đấy, ăn thử con xe mà để xíu nữa anh em mình sẽ ăn nha. Anh em nhớ bấm like theo dõi trang này của anh em mình, kênh của anh em mình đây, là xíu nữa anh em mình sẽ có món là lấy cái mực đây. Vũ ơi, mà phải lấy cái chén mắm, lấy cái mực đây, xíu nữa mình chấm đầu yến luôn ơi. Vũ ơi, lấy mực đây nó ngon nè, lâu này quá cực kỳ ngon, mới ra lò. Dạ vậy đi, vô tôi gắp cho lo Vũ ơi. Đó, đấy, mắm được đây anh em mình uy tín nè. Đợt này anh em mình chơi mình khỏi chơi thơm đây. Nói chung nếu mà mấy anh em mình ăn á, anh em mình ăn theo kiểu anh em mình ăn là nó hơi mặn một xíu thì anh em mình khỏi cần phải bằm mình thơm. Khỏi thơm đi, anh em mình chỉ ra chế và anh em giả có xả càng tốt nha. Đường chanh rồi vậy thôi. Là anh em mình lụm luôn. Còn ví dụ mấy anh em ở miền Tây á, hay là những anh em nào mà ăn là mà hơi nhạt á thì anh em có thể bằm chút thơm bằm vô cho nó vị dịu nha. Bằm thơm vô là nó dịu, nó ngọt lại. Nó tùy anh em. Tại mắm mà mắm nguyên chất mà nó chỉ có muối và đường thôi, và cái độ ngọt tự nhiên của con mực ra thôi anh em ơi, nguyên tắc là vậy thôi. Đó. Anh em thấy cái mực của anh em mình mấy bữa trước anh em mình lấy muối không, con mực nó tươi rói, nó còn minơ chớp luôn. Bây giờ anh em muối bắt đầu nó ngéo nó teo vậy đó. Đấy anh em thấy không? Bây giờ con mực nó hơi hồng đấy, là tại vì nó chưa dập túi, mà khi nó vận chuyển thì nó sốc sốc một xíu nên tới nhà anh em có thể là nó hơi đen một xíu nha anh em ơi. Bánh mực nó phải đen. Bình thường mực thì nó có nhiều anh em đi biển, có anh em làm xiên á, anh em sẽ làm cái túi ra. Anh em lấy cái túi mực ra là lấy con mực, khi anh em muối là con mực nó không có màu đen. Rồi hạt bạn anh em lột da luôn đó, nhưng mà mình không thích ăn kiểu đấy nha, mình thích ăn kiểu như thế này nè, làm cái gì nó tốn công, lột da lấy túi ra tốn công, mà nhìn con mực nó có màu đen gì nó ghê khó ăn lắm. Hoặc là nhờ cái túi nữa, bữa qua em kia nó đi biển nó cũng cho mình một khu mực, lấy cái khu mực em nó cho cái ra trạm, nó cũng làm, nó làm da luôn, lột da luôn, rồi nó lấy túi ra luôn, mà nhìn mình thấy sợ không dám ăn anh em, mực nó phải đen đen tí. Anh em đi biển về em cho
nó sẵn ở đây mình mấy canh mắm đột về mình la bán cho anh em á, để lẹp ra bán cho anh em á, sẵn nó cho một hũ mà hôm nay để chưa dám ăn, mực mình không đang nhìn nó sợ, dễ dàng anh em ơi. Ồ mắm cái này, mắm đục này á, mắm đục này uy tín anh em ơi, mắm này dễ ăn cực kỳ, chấm xuyên lục địa luôn á, mắm này cực kỳ và bá đạo luôn, uy tín luôn anh em ơi. Đây là mắm cá cơm nguyên con nha anh em ơi, mắm đây thì nguyên con à, anh em là thích ăn kiểu ăn mắm sống á, là con đây con nguyên con này, anh em giả gia vị cũng một kiểu gia vị thôi à, đường tỏi các kiểu rồi đựng chanh vậy thôi anh em ơi. Còn đây này cho anh em xem nè, anh em đừng có sợ nha. Đấy anh em thấy không, đây là mắm mực mà anh em cái thằng đi biển này nó cho mình, thằng này cực kỳ làm xiên nha, nó đi biển mà trăng nào nó cũng nhiều lắm, nó làm xiên mà đó, mà con mực đây là nó làm xiên, nó lại làm túi ra luôn nè, làm túi ra xong rồi nó còn lấy cái túi ra, rồi xong rồi nó còn lột da nữa, rồi nó còn cắt nhỏ ra nữa anh em ơi. Đó, nhưng mà cho hôm nay mà mình chưa có ăn, mình thấy cái mè nó lấy mà nó cũng không thơm lắm, ít thơm, chắc này nó muối hai mạng sao nó ít thơm đó, anh em thấy chưa, anh em thấy không đấy, cái mèo của nó đó, cái mèo giống y mà mực của anh em mình không thấy nó không hồng, anh em hình thức là vậy thôi anh em ơi, đơn giản thôi. Y bà tay đặt hàng anh em ơi, cảm ơn bạn Nguyễn thằng dưới nha. Rồi anh em ơi, anh em tiếp tục mình vào mình lên cái mắm nhĩ đây, anh em nào thích ăn thực kiểu phong cách truyền thống thì anh em cứ sử dụng cái mắm nhĩ truyền thống của anh em mình nha. Mắm này thì anh em cứ dầm trái ớt thôi, có trái ớt kim á, ớt kim hay ớt tím nha, đó ớt kim ớt tím thì ngon nhất. Đấy, anh em cứ dầm ra, anh em cắt hạt ớt mà ớt xanh cũng được đó, anh em cứ cắt nhỏ nhỏ ra hạt, anh em dầm vô thôi, dầm vô trong mắm thôi là anh em dứt luôn. Còn như anh em nào muốn gia vị thì bỏ đưa chút đường chút tỏi giả nhuyễn vô nặn chút chanh vô là y bài luôn, ăn sao cũng được, mỗi anh em có mỗi cách ăn, miễn sao nó ngon, nó dinh dưỡng, nó chất lượng là được nha anh em ơi. Tiếp tục nè, thêm cái chú mắm ruốc nè, mắm ruốc cũng là một cái loại mắm khá là tâm đắc của anh em mình nha, cái màu nó cũng hồng hồng nha anh em ơi. Đây nè, nó lắc lên nó hồng hồng nha, ở ngoài nó sẽ nhìn nó màu nó hồng hồng đó, anh em thấy không, mắm ruốc mà anh em mình làm mà hồng hồng là tại vì anh em mình lấy con ruốc rất là tươi, bọn ruốc nó to, nó có màu hồng á, xay ra thôi, bỏ muối vô các kiểu là thế là ra là tủ ngày đủ tháng là ra cái mắm ruốc này. Mắm ruốc này thì anh em có thể là bún đậu mắm tôm mà ăn cái mắm này thì cực kỳ ngon. Mắm ruốc của anh em mình thì ít mà chấm thịt ba chỉ ngon, mắm tráng cũng ngon. Đấy, kho thịt ba chỉ nha, kho thịt có chút mỡ nữa nha anh em ơi, hết sảy cũng mà bảy nha. Mùa này mà nếu cái dùng anh em nào mà nó hơi bị mưa gió, anh em đặt cái đây, anh em về kho với ba chỉ à, hết sảy rồi, xấu dách luôn nha các bạn. Ok, anh em đặt hàng anh em cứ để lại bình luận đi anh em ơi, để mình ghim cái mắm ruốc cho anh em đặt nha. Mắm ruốc chạy đâu tiêu rồi. Cái mực đây mà Thác Vũ đang luộc cái đầu heo là ướt miếng luôn. Vũ ơi, luộc nhanh đi Vũ ơi, mắm ruốc này mình quên ghim đây rồi anh em ơi. Thôi mình ghim các cơm nguyên con này anh em đặt nha. Đấy, hình thức là vậy thôi. Đó rồi, anh em bên này anh em đặt, anh em cứ để lại bình luận thôi. Đấy, xíu anh em mình vào chốt đơn cho anh em. Này luộc, rau lang đồ, rau sống rồi. Tết bài. Giờ này mấy anh em cũng đang đi làm á. Mới đặt hai hũ, cảm ơn bạn Trung Kiếm rất nhiều nha. Bao lâu nhận được hàng? Nói chung trên bên này thì anh em cỡ tầm 2 đến 3 ngày anh em nhận được rồi. Lâu nhất là 4 ngày toàn quốc nha anh em ơi, tốc độ ship khá là nhanh nha. Một hũ 89 cành nha anh em ơi, nhưng mà nếu anh em cái tài khoản của anh em mà nó được trợ giá thì thường nó rẻ hơn là bình thường, thì anh em cứ đặt thôi. Anh em tranh thủ cái tài khoản nào được trợ giá nha, được giảm giá các kiểu này, anh em cứ tranh thủ đặt nè. Đó anh em chú ý nha, cứ tài khoản giảm giá là đặt, chứ không phải là anh em view ủa sao nó rẻ giá nó lộn nha, cứ nó giảm giá là mình lụm thôi, tùy cái tài khoản của anh em. Cảm ơn một Trần Minh nghe mình thấy rồi, ok cứ để lại bình luận xíu nữa anh em mình vào sẽ nhắn tin cho bạn nha. Lâu mới gặp lại xuất hiện, cảm ơn kho Sky nha. Hà Nội mấy ngày tới, Hà Nội lâu nhất khoảng 4 ngày tới thôi bạn ơi. Đấy, anh em thử đi, mễ mực cực ngon nha. Hồi sáng mình mới ship đi 5 hũ gửi cho bạn Nga Sumo, bạn ấy khá là thích ăn cái món mắm mực của anh em Sơn Dược Vlog mình nha. Mới gửi 6 hũ trước khi bạn ấy qua Mỹ nha anh em ơi. Đấy, để cho bạn ấy ăn thử review thử ngon hay dở nha. Đúng rồi, từ khi anh em mình bán mấy mực thì cái ngày tam tai của con mực nó xuất hiện luôn rồi anh em ơi, bán gian danh thiên hạ luôn, bán đến nỗi mà mấy anh em khác không phải mắm của Sơn Dược cũng lấy video anh em mình chạy live bán, quay live một đường mà bán một ngã luôn anh em ơi. Đấy, mắm anh em mình là mắm mực muối chua cho nên là rất ít người bán cái mực muối chua này,
mứt mực muối chua thì anh em sẽ bảo quản nó không có được lâu á. Đó, như mực này thì anh em mình để ngăn mát tủ lạnh, anh em mình có thể để được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Còn nếu anh em để bên ngoài thì cái tầm cỡ 1 tháng là con mực nó ngéo hết, nó teo nhỏ, nó còn cái râu mực thôi anh em ơi. Đó, nguyên tắc là người ta không có dám bán để lâu là như vậy á, để lâu là nó ngéo hết. Anh em mua đặt máy mực thì nó phải có con mực, mà đây nó ngéo nó còn cái râu không thì khách hàng người ta sẽ nói thôi, chỉ còn cái nước mực ăn vẫn ngon. Nó ngéo thì thật là con mực ngọt nó tan thành cái nước máy mực thôi, chứ không có gì hết nha anh em. Một củ đây 89k một củ nha anh em ơi. Anh em rất là 3 lần rửa mực và 1 lần rửa nước vậy. Ờ em có để là bình luận đây xíu nữa, Vũ Mập CEO nhắn tin cho bạn nha. IB chào bạn Khuyên nha. Đây, Khuyên ơi, mình ghim nay Khuyên ơi, mình khi ghim combo này nè. Đấy, bạn thích cho bạn combo này cũng được, combo một cá cơm nguyên con với một mực đây. Đó, combo đây, combo làm mưa làm gió trên thị trường, không phải thị trường bất động sản, thị trường mắm nha anh em ơi. Đấy. Anh em thấy không? Cho anh em thấy cho rõ cái sản phẩm bên này mình. Anh được cái đặt combo đi. Đó, combo đó. Đấy. Hot slash không nghe các bạn. Easy luôn. Đó. Game combo nữa. Mắm mực đây bạn USA ơi. Mắm mực đây rất nhiều anh em hỏi mình có bỏ sảy không, nhưng mà mắm mực anh em mình muối chua nha. Mà không có để sảy được nha anh em. Tại vì muối chua mà anh em để đâu được lâu đâu. Anh em không để lâu được làm sao anh em bán? Khi mình đưa tới anh em bảo quản có 15 ngàn cái là con mực nó teo nhỏ hay là lấy gì anh em bán, cho nên không bán sỉ được nha. Mắm mực muối chua của anh em mình là không bán sỉ được nha. Chỉ có mực muối mặn người ta để lâu nguyên năm suốt tháng thì con mực em nó cứng, do nó vô muối nhiều nó cứng thì anh em mới bán được, để lâu được. Còn anh em mình mực muối chua mà muối như năm mực một muối đó, muối cỡ tầm 7 ngày là bắt đầu anh em mình xuất ra thị trường để bán cho anh em mà dùng, tới nhà anh em mà dùng được luôn nha anh em. Anh em nhận hàng thì anh em có thể ăn còn dư anh em bỏ ngăn mát tủ lạnh nha anh em ơi. Đó. Bỏ ngăn mát tủ lạnh để dùng được lâu, ăn còn dư bỏ ngăn mát tủ lạnh, hoặc là khi anh em nhận hàng về thì anh em có để bên ngoài cái tầm cỡ 5-6 ngày, 2-3 ngày sau anh em ăn cũng được, để lâu lâu bên ngoài cũng được, ăn cho lâu cho nó ngéo nó ngon nha anh em. Đó, tại vì mực anh em mình mới mà. Cứ mình muối cỡ tầm cỡ 7 hoặc là 8 ngày là bắt đầu là anh em mình đóng gói là gửi cho khán giả tới ngay nhà là anh em dùng được. Nhưng mà để lâu lâu thêm xíu nó ngéo ra nó con mực nó nhỏ hơn xíu ra, nước nó ngọt hơn, ăn nó ngon, không sao hết anh em ơi, sao cũng ngon hết. Đấy, anh em thích cái sản phẩm nào mình vẫn tâm đắc nhất cái combo này. Combo làm mưa làm gió trên thị trường mắm này anh em ơi. Đấy. Mắm mực và mắm cá cơm này, mắm đục đây. Đấy. Hot salad nha. Combo hết việc. Đấy, combo này thì các miếng thịt ba chỉ, rau sống, rau lăng luộc các kiểu là thấy món này là sợ chạy không kịp bắn chép luôn nha anh em ơi. Anh em đặt hàng có để lại bình luận hoặc là anh em vào giỏ hàng anh em đặt giùm mình nha. Chỉ cách làm lại mực cho vừa ăn với anh Phú Công ơi, mắm mực đây anh em mình mắm mực muối chua cho nên anh em làm dễ lắm. Mình có để tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở trong cái hộp rồi, anh em cứ yên tâm. Với lại là khi anh em mình làm thì anh em chú ý anh em cứ giả nè, anh em cứ giả ớt nè, tỏi, đường nè. Đó, anh em giả cho nhuyễn nha. Đặc biệt là nếu anh em làm xiên có một lát xả bem bem nhuyễn nhỏ nhỏ đó, bỏ vô nó thơm. Ok anh em. Rồi xong rồi anh em vắt nửa trái chanh vô. Đó, anh em ăn thì anh em gắp có tầm 10 con mực rồi anh em chế nước vô thôi, chứ đừng có gắp nhiều quá ăn dư quá. Với lại mình làm nhiều quá nó khó nha, gia vị. Bỏ dừa dừa thôi. Có tầm 10 con rồi anh em cắt nhỏ nhỏ ra là ăn dừa. Đó, có tầm 4 5 anh em 3 4 anh em là ăn được cỡ tầm 10 con là dừa nha anh em ơi. Đó. Rồi xong rồi anh em đảo đều lên, anh em gia vị nha, nhắm lại thử nó vừa cái khẩu vị miệng anh em chưa. Nếu anh em làm ăn nhạt hơn nữa thì anh em cho chút thơm bèm vô nha. Còn mấy anh em mình thì khỏi thơm bèm luôn, anh em chơi trực tiếp luôn. Anh em nào thích ăn ngọt thì anh em cho chút thơm bèm vô. Đó, để mình nhớ thứ còn gì nữa không ta. Rồi anh em đặc biệt chú ý nha, anh em phải lấy cái kéo cắt con mực nhỏ nhỏ ra, cỡ một con mực thế này nên cắt làm 3 làm 4 ra nha anh em ơi. Con mực nguyên con ăn nó nguyên con thì nó sẽ hơi mặn, tại vì mực nó vô nó ăn muối mà. Anh em cắt làm 4 hay làm 3 làm 4 ra thôi. Với lại anh em ăn một lần một con mực rồi uống nó phí lắm anh em ơi. Đấy, cứ vậy mà làm thôi. Rồi anh em nhắm lại gia vị vừa không vậy anh em thôi. Anh em điều vị bằng cách là anh em thêm chanh, hoặc là anh em điều vị thêm thơm bèm nha, hoặc là cho chút đường hoặc bột ngọt là tùy anh em điều vị lại theo cái khẩu vị anh em mà. Người ăn mặn, người ăn nhạt là tùy mà. Thì như anh em mình cứ ăn hoài, mấy chị em phụ nữ cũng ăn hoài mà. Anh em quay phim mình ăn mấy bạn cũng thấy rồi đó. Con mực lúc đầu còn đỏ nha. Tới tay anh em vận chuyển là nó sẽ bị dập túi, nó sẽ có màu đen hơn nha. Ok Phú Công ơi, em muốn làm sẵn em để tủ lạnh luôn, em làm sẵn để lạnh ăn nó không có ngon, nó không có đã vẫn được, nhưng mà đó là mình làm biến thôi. Còn anh để tủ lạnh bình thường em làm sẵn em bỏ tủ lạnh luôn cũng được bình thường. Còn thí dụ anh em mà ăn còn dư á thì anh em mình bỏ vào cái chảo, anh em phi hành tiêu ớt tỏi lên, cái là bỏ chút dầu vô, cái là anh em bỏ mực vô, cái là thành món mực kho quẹt luôn, vẫn ngon bình thường nha anh em ơi. Đây Toàn ơi, gấp cho Vũ Mập mấy con đi, cho miếng mực đây. Đây anh em ơi. Đây mình gia vị mình giả. Đó, ớt, xả, tỏi.
đường chanh. Rồi mình đây em, không hợp. Mình tính không? À, giờ đủ thôi con, gấp đủ số lượng nó rất nhiều dữ không? Một cái đồ heo bóng vũ. Một đồ heo lận mà. Một đồ heo luôn hả? Ờ. Mười mấy người ăn thấy đó. Thôi, ông đâu. Vừa phải vô. Bổ phí uống. Chị nước vô. Không, cỡ đây là anh em mình ăn là salad chưa anh em? Đẹp luôn. Vừa đẹp luôn chứ không có nhiều đâu. Đó, anh em nhớ kèm nó mình sẽ lát kéo nha, mình cắt làm 3 làm 4 con mực ra nữa. Hết xà lách chưa? Rồi, anh em đưa nước miếng chưa? Hết quá hết rồi, ok. Thầy Vũ ơi. Thầy Vũ đi. Nước sâu rồi kìa. Nước sâu rồi hả? Coi ghép lì lì lên đầu heo để nguội ăn nó ngon đâu nha. Để nguội ăn không ngon đâu. Nửa tiếng nữa. Cố gắng đi anh em ơi. Anh em tranh thủ đặt hàng giùm anh em ơi, đặt hàng nhanh nhanh cái cho anh em xong cái mỉ ra cái anh em mình ra làm vài miếng đậu ỉn chấm mấy mực ăn thử ra sao. Ăn thềm hôm nay thấy cái mi mực này mềm quá, nó mềm mời thì tiến luôn đó anh em mình. Thực sự cái mấy mực của anh em mình thì mình cứ lấy mực ở cảng Cà Ná nha anh em, mực tươi cảng Cà Ná, do mình có người thân ở cảng Cà Ná thì mình lấy được cái nguồn mực tươi nhất có thể đó. Như vậy thôi, anh em đi biển vô là mình xúc luôn cảng Cà Ná nha anh em. Mà anh em mình có nguồn cho nên có tầm cỡ 3 hoặc 4 ngày mình mới gọi mình đặt một chuyến, rồi mình thuê cái xe khách cái chở về cho anh em mình luôn. Đó, 3 hoặc 4 ngày mình mới làm một chuyến cỡ 200-300 kg. Nghĩa là mình muối xong cái đủ số lượng cái là mình bán cho anh em xong lại muối tiếp. Chứ mà không có thể nào trữ được số lượng lớn á, trữ số lượng lớn một lần cả tấn là mình bán không hết, cái là cái lô này bán con mực nó còn to, coi cái lô khác con mực nó teo mất. Đấy, nó phải canh thời gian, cho nên nó khó, là hình thức nó khó như vậy nha các bạn. Nó khó đủ chuyện nha anh em. Ờ, nhưng mà cái gì nó khó thì nó xí ló là cái ngon nha anh em ơi. Cảm ơn anh em Lâm Nguyễn nha. Một khẩu khoảng 89 cành nha Lâm Nguyễn ơi. Nếu mà tài khoản của mình nó được rẻ cái thì mình cứ nhắn vào mình đặt nha. Nó nhiều khi 89 cành vậy, có nhiều tài khoản anh em đặt được. Cái giá nó rẻ hơn 89 cành, 50 cành hay 20 cành vẫn có nha anh em ơi. Anh em nào được đặt được rẻ anh em bình luận vô mình coi thử anh em đặt giá bao nhiêu nha anh em ơi. Đó. Những anh em nào cứ đặt thì anh em để là bình luận đi, một xíu nữa anh em mình vào nhắn tin nếu anh em đặt không được nha. Đặt không được thì anh để là bình luận thôi. Một khẩu giá bao nhiêu? Ok, cảm ơn mấy anh em nhiều. Ghim mấy mực lên. Đây, vẫn thích cái chú này ghê gớm anh em ơi, mình vẫn cứ thích em này. Em này dễ ăn cực kỳ nha các bạn. Mắm đục này mắm đục dễ ăn lắm các bạn. Lục mình đi mắm, cá đồ đồng á. Mắm đục này thì kho được với cá đồng được luôn anh em ơi. Bề hôm mình nhớ trời mưa ngay nhà lúc nào cũng có một cái canh mắm canh đục mà mắm cậu đi biển về, ông đi biển ông hay cho. Cái để trời mưa cái ra nghiêng cái canh cái chắc một chén mắm mắm đục vô chấm rau làng với cá gách, cá rô đồ nướng hay là chiên các bạn ơi. Đó, ăn dễ là vẫn cái điểm trong. Cho nên bây giờ mình vẫn thích cái mắm này cho nên phải bán cho anh em để anh em thưởng thức nha. Tất cả sản phẩm anh em mình anh em chỉ nhận về và dùng thôi, chế biến lại gia vị cho vừa ăn là dùng. Nếu dở cái là anh em cứ nhắn tin nhắn con cho mình, cái là mình bồi thường cho anh em, mình gửi sản phẩm khác cho anh em đó. Làm ăn phải có từ đầu tới đuôi vậy. Nhiều khi anh em mua hàng mình lỡ sản phẩm bị sự cố thì anh không biết tìm người bán ở đâu nha anh em ơi, mình bị gặp hoài rồi. Mới vào Cần Thơ có hư gầm không sao, đang gấp khúc ơi, gửi thoải mái nè, toàn quốc Việt Nam luôn anh em yên tâm đây. Máy thổi đây, hệ thống bên mình nó khép kín rồi anh em yên tâm đây, cứ đặt cứ 3 ngày nữa là shipper. Nếu mấy bạn nam đặt hàng thì shipper nữ giao hàng, còn nếu bạn nữ đặt hàng thì bạn shipper nam giao hàng nha. Có phải lạ cho bên mình đặt hàng chỗ đây nha anh em ơi. Nó tới trước nhà là qua cửa trái tim cái liền là đặt luôn. Cảm ơn bạn Biểu Hà ngang lấy 2 hũ, lấy hũ ít nước thôi. Ok anh em ơi, yên tâm đây, mấy mực anh em mình vừa căng cá tỷ lệ nha, nó có nước có cá nó ngon anh em. Là lưới cá lặn nha anh em, làm anh em mình căng thấy rồi anh em ơi. Nhớ như một con mực như thế này đó, anh em thấy một con mực kia, mực tươi nó tầm có nửa ký mực tươi, nhưng xem bắt đầu nó ngếu lại thì anh em ghép cái tầm 3 lần rưỡi mực tươi thôi, anh em vô nước nữa là nó uy tín luôn anh em. Đó, nó vừa căng cái tỷ lệ nó mới ngon. Anh em cứ dùng đi anh em ơi. Đây một khẩu là bao nhiêu mực đây nha anh em. Cho anh em xem một khẩu mực đấy. Nó không có ít được đâu anh em ơi. Em căng hết tỷ lệ rồi đó. Bây giờ anh em đang quách salad luôn. Bao nhiêu luôn. Ok mấy bạn ơi. Bao nhiêu con mực trong đó nha anh em? Mấy chục con mực á, tầm có 2 mấy bao con. Đấy. Và một lần rưỡi nước nha. Đấy. Giá vẫn là 89 cành, anh em cứ vào giỏ hàng mình nhắn mình ghim lên anh em ơi, anh em xem nè, nếu anh em nào mà trợ giá thì anh em cứ lượm tranh thủ nha. Đó. Lượm cái combo này liền đi anh em ơi, cái combo này combo bắt bài siêu địa nha. Mình vẫn thích nhất cái combo này, mình nghĩ là không phải là nó điêu bán hàng nó anh em chứ. Trong một cái tủ của cái ngăn bếp của hai vợ chồng chỉ mà có được hai cái chai này thì combo hủy diệt luôn à. Combo này thì có khách tới nhà, ví dụ như khách tới nhà cái đem miếng thịt bê hấp hay thịt gì đó anh em ơi. Đó thì trần cũng được, hấp lên cái anh chấm là y bài nha. Đó, hoặc là đem chút bún tươi nha, bún tươi cái dầm dầm dã dã cái chan ăn. Hoặc là món thịt ba chỉ nha. Trứng chiên cũng được, trứng chiên với bánh tráng là chân là y bài luôn anh em ơi. Trứng chiên mà nhanh nhất à. Trứng mà trứng gà hay trứng gì chịu cũng được. Đấy, chiên nóng nha anh em. Xong rồi lấy cái bánh tráng là cuốn chút rau sống á. Nó mà chạy nước miếng luôn rồi.
Đấy, bắt salad luôn, mấy chị em phụ nữ ơi, cố gắng này quá hàng cho nhanh này, chuẩn bị mình ra có món món cái vũ đằng nào đằng chín cho vô anh điều lửa gì hai cái lỗ tai đi chín đầu à, làm trước hai lỗ tai đi y bà luôn à, vừa nói vừa thèm hai lỗ tai xem rồi chuyển qua hai cái lử. Có lử không? Có luôn. Ý bà, thế anh cho cái lử nha. Mắm mực hay mắm đục chấm mà hết sảy. Đấy, mắm nhĩ đây thì anh em cứ đặt về anh em có cái trứng gà mà trứng gà luộc á, mắm mà ăn với trứng gà dầm thì anh em biết cái mắm nó cỡ nào nha anh em. Hoặc là anh em kho cá hay là anh em nấu canh chua, thường thường nấu canh chua xong nước sôi xong á. Ăn nướng không? Anh em có ăn nướng ngon vậy. Đấy, nấu canh chua anh em nấu xong tắt lửa anh em nêm một chút mắm nhĩ vô nó sẽ thơm cái nồi canh lắm bà ơi, nó tươi xanh nồi canh cực kỳ nha. Ơi cảm ơn mấy anh em rất nhiều nha. Mấy anh em đâu rồi? Mấy anh em đang đứng bên ngoài, Trọng Vũ đang chốt đơn ở ngoài, Vũ đang luộc đầu đầu thú yến nha. Xíu anh em mình chấm. Đó. Chấm mấy mực. Rồi, đã đặt hai hũ, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Tất cả sản phẩm của anh em mình trong cái hộp mình luôn luôn mình để cái địa chỉ với mình trong hotline trong đó, tất cả bị sự cố thì anh em nghe tức phone hay nhắn tin cho mình, tại vì một ngày rất nhiều anh em gọi cho mình cho nên nhiều khi mình bận mình không bắt máy được thì anh em cứ bình tĩnh nha, anh em cứ nhắn tin cho mình sẽ trả lời anh em trong vòng 15 đến 20 phút hàng nửa tiếng thôi, là luôn luôn phản hồi cho anh em, cho nên yên tâm uy tín từ A đến B đến C luôn, không có lo gì hết, cứ đặt hàng 3 hoặc 4 ngày sau shipper gọi nha anh em ơi, là tới nhận hàng thôi, không có sao hết. Cảm ơn anh em nhiều. Nó mập khá nhiều à. Đó, ở đây mà yên tâm nha. Quá trời mực luôn. Tầm 2 mét con mực á. Ok, mấy anh em ơi. Được không? Ngồi đấy nha, được không? Chốt đơn cho anh em nha. Rồi, chốt đơn anh em phía sau. Rồi, anh em còn hỏi gì cứ bình luận đi anh em ơi. Em đặt được 36k, cảm ơn Mạng Lâm Nguyễn đặt được 36k. Hũ mực nha, uy tín đấy em ơi. Tài khoản uy tín đấy nha. Nước mắm bao nhiêu? Đây, 79 nha, 79k nha, 79 cành anh em ơi. Đó. Nửa lít nha. Trà hương ok, anh thấy rồi, anh thấy để lại số rồi. Xin anh thêm nhắn tin liền, anh đã hết đàn nhắn tin liền. Lâm Nguyễn ok, tuyệt vời đặt 36k tuyệt vời rồi Lâm Nguyễn ơi. Đấy. Quý tín nha, dàn danh thiên hạ nha. Chào 500 anh em đang mua hàng, đang bỏ thời gian quý báu của anh em ngồi xem live của anh em mình quá tuyệt vời, uy tín chất lượng nha anh em ơi. Như thế này ăn thẳng luôn, không phải nấu chín, phải nấu chín bằng trung đào 1980. Món này thì anh em về ăn thẳng luôn ha, không nấu chín. Mắm sống mà, anh em về có gia vị, nhưng mà tại vì nó ngéo tới nhà, nó ngéo rồi thì nó không có mùi hết. Nó chỉ mùi hương thơm thơm, có mùi mắm thôi nè, thơm mùi mắm chứ không thơm mùi nước hoa nha anh em. Đó, anh em cứ dùng thôi, mắm chín rồi mà, nó ngéo rồi là cái độ nó đã chín con mực rồi. Kiểu như rồi. Đó, y như mấy miền Tây ba khía đồ mà, mắm có linh rồi vậy. Để anh em, Huệ đi du lịch rồi. Đó, anh em cứ về cái dùng y như tờ giấy hướng dẫn sử dụng mình bỏ bên trong. Rồi nếu anh em nào ăn còn dư á, rồi anh em có thể bỏ vô cái chảo, anh em phi hành tỏi đồ lên, bỏ chút dầu vô phi lên cánh đảo đều, rồi cho chút đường vô gia vị vừa lại, y như kho quẹt thôi, là mình lụm thôi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Phù Mỹ đặt mai có không? Một phù Mỹ chắc mai là có không kịp. Tại vì hàng ship thì nó phải đi theo quy trình của nó anh em ơi. Ví dụ mình ở gần vậy á, nhưng mà nó phải chạy tới cái trung tâm của nó kiểm soát rồi mới nó trả lại, nó mới tới từng trung tâm được, nó mới giao được nha anh em ơi. Phù Mỹ cũng phải 2 ngày mới tới. Ok. À, Huệ ngồi bút mắm đó mà, chào bạn tiếng nha. Huệ do trong chỗ anh em làm có 2 Huệ lần á. Có một cái Huệ kia, bên này nó đi bán mắm có lời quá, nó đi du lịch rồi. Bao nhiêu hũ còn Thúy Ngọc ơi, 89 cành anh em ơi. Đấy, hũ 500g nha. Em ở Bình Dương đặt mấy ngày tới? Bình Dương tầm cỡ lâu nhất là 4 ngày thôi, tầm 2 đến 3 ngày, 4 ngày thôi anh em ơi, yên tâm đi. À, cảm ơn mấy anh em rất nhiều đã yêu quý ủng hộ anh em Sơn Dương Vlog nha anh em ơi. Em ở Bình Dương đặt mấy ngày tới, cảm ơn anh em nhiều. Huệ ở ngã ba Bình Minh em ơi, đúng rồi, Huệ đây ở ngã ba Bình Minh. Cô giáo nha, cô giáo Huệ. Tin. Ngã ba mình đúng rồi, cô giáo mà đừng đang nghĩ gì là cô giáo hết việc đi nước mắm. Vừa làm hết ở ngã ba cháu. Mấy em học sinh mà mai mốt mình chỉ cần đặt một hũ mắm của Huệ là Huệ cho lên lớp liền nha. Vậy cấp mấy rồi? Cấp 2 anh. Cấp 2 à? Dạy môn gì vậy? Dạy công dân.
Giáo dục môn gì câu siêu đúng chưa? Giáo dục công dân. Môn giáo dục công dân quan trọng lắm á. Có ship Sài Gòn luôn anh em ơi, ship toàn quốc luôn anh em ơi. Anh em yên tâm, tất cả sản phẩm anh em cứ nhắn vào hàng đây để mình lên vào hàng anh em à. Đây, tiếp tục ghim mực cho anh em xem. Đâu rồi, ghim chú mực này lên cho anh em xem đã. Ủ mắm mực nè anh em ơi, tươi xanh như nồi canh nha anh em ơi, quách xà lách nè. Anh em thấy ủ mắm mực không? Đấy, con mực nó còn râu, còn ria các kiểu nha. Nhưng mà ủ mực khi mình muối chua tới ngày rồi nó dịu, mực nó mềm, con mực lại nha anh em ơi. Đó, y xì anh em ơi. Sản phẩm anh em có logo các kiểu kỹ càng nha. Anh em cứ để lại bình luận đi anh em ơi. Đấy, y kỳ, y xì không? Tiếp tục nha anh em ơi, mắm ruốc nè. Mắm ruốc trời mưa thì gặp chú mắm ruốc này thì hết nồi cơm nha. Đấy, mắm ruốc y vài lên anh em ơi. Bún đậu mắm tôm mà gặp chú mắm ruốc này thì khỏi phải nói nha anh em ơi. Mắm ruốc anh em mình nó nhạt cho nên nó hơi nhạt, hơi dịu hơn. Cho nên anh em vẫn nguyên chắc nha, chứ không phải bỏ đường gì hết. Nhưng mà nó dịu, tại vì anh em mình làm nó dịu thôi. Đấy, là anh em về anh em chấm bún đậu mắm tôm thì đúng bài, gia vị nó cũng dễ nữa. Nếu mắm mực này thì anh em hướng dẫn cho anh em mắm mực này thì anh em có tờ giấy hướng dẫn để bên trong anh em cũng chỉ giả là ớt, tỏi, đường, rồi nặn chanh vô đó. Rồi anh em lấy kéo cắt nhỏ mực ra, rồi anh em chét nước mực vô, rồi anh em làm nửa chén mực thì anh em gấp 7-8 con mực thôi, bỏ vô thôi, lấy kéo cắt nhỏ ra thì ăn là ok rồi. Còn nếu anh em nào mà dùng nào mà thích ăn ngọt hơn xíu nữa thì anh em có thể là cho chút thơm bằm nhuyễn vô nha, bỏ dừa thôi, rồi anh em nào theo khẩu vị của anh em thích ăn ngọt thì bỏ nhiều, mà anh em ăn nhạt thì bỏ ít, ăn mặn thì bỏ ít, đó nó tùy theo cái sở thích của anh em mà anh em đấy, mình điều vị lại chứ, tại vì mỗi người có mỗi cái khẩu vị ăn khác nhau. Rồi chú Út Bảo ha, ok anh em ơi, cảm ơn chú Út Bảo đặt hàng nha. Ok, thì tính nha, thân đơn hóa nè. Rồi, còn tiếp tục hướng dẫn cho anh em cách sử dụng các loại mắm của anh em mình này, từ A tới Z hết luôn đi Toàn ơi. Anh làm việc đấy. Anh em thi nhận mấy mực rồi. Anh em lấy kéo nha. Anh em nhận mực, anh em giả gia vị đường, ớt, tỏi, chanh, xả. Anh em ghép mực ra nha, ghép tầm vài con mực. Bỏ những con mực này anh em lấy kéo nha. Cách làm 3 làm 4 ra cho vừa ăn, chứ anh em làm nguyên một con đường nào cũng mặn, chứ ăn nguyên con phí á. Em phải cắt làm 3 làm 4 là mình ăn nhiều bữa nhiều lần vậy. Anh em mà làm nguyên con ăn 2 bữa là hết sạch luôn á. Đó, anh em nếm gia vị lại cho vừa ăn. Nếu thấy mặn quá thì anh em gia giảm thêm đường chanh nha. Còn thích ăn ngọt như anh em miền Tây thì bèm thêm xíu thơm. Mầm nhuyễn nha. Đó, mầm mực em mà chấm rau sống thịt luộc là hết bài, thấy nước chấm mực đây mực uy tín luôn rồi, quá tư luôn. Để em nhanh tay đặt hàng nha, để em thấy mực đã không đó, tươi xanh nồi canh luôn. Anh em đặt combo Hứa Diệp á thì ăn bao xịn sò luôn, combo mà hai mấy mực mọc cũng say á, đỉnh của chóp luôn. Mực đây anh em mình mua lấy về là vẫn kế về tôm ăn bình thường nha, bào giòn luôn, giòn như người yêu cũ của bạn luôn. Bạn em ơi, một hũ đây là toàn căng là đúng 3.5 lần nha, 3.5 lần mực và một 1.5 lần nước là một hũ đủ ngựa ký cho anh em luôn á. Để mình anh em xem mình ghép một hũ 3.5 lần là nhiều mực có khoảng số lượng bao nhiêu nha. Đó. Vẫn chưa đủ. Em thấy nhiều không? Mấy con, đến thứ mấy con? Một hũ đây chắc tầm cỡ 30 con. Đến từ vậy. Bớt tầm 30 con. Để mình ghép hết hũ đây mình đếm cho anh em xem luôn nha. Mình đang rảnh mà.
để được một tủ 3 lần rửa thì được bao nhiêu của mực? Và bán bao nhiêu hộ bịch tập hồng này sẽ mua được 1 gram hũ mực nha. Đó, bây giờ mình sẽ đếm cho anh em nha. Mình cũng không biết ba lần rửa thì mấy con một mực nha. Con. Mình ghép ngẫu nhiên luôn nha. Ok. Có to có nhỏ nha. 2 con, 3 con. 4 con. 5 con, 6 con. 7 con, 8 con. 9 con, 10 con. Anh em đón đi em. Đón chính xác, tin. 11 con. 12 con. Anh hãy đón thử 13 con. Các bạn nào đón thử mấy con? 14 con. 15 con. Không, 16 con không? Anh em nào mà đón đúng là Toàn sẽ gửi tặng cho anh em, gửi kèm cho anh em một chai có công xe nha. 38 con, bạn Gò Rồng, 38 con. 14 con. 36 con, bạn Thanh Nhân, 15, 16 con. 17 con. Ok. 18. Ok. 40 con. 19. Bạn cậu 33, 40 20, con. 20, 21. Anh Sơn, 40 con. 22, 23. 42 con, 55 con. Bạn 24. 35 con. Hãy lo học bài đi thi nha. 26. Bạn Cường nhỏ 50 con. 27. Anh em ơi chốt đơn, chốt giá gấp 28. Được mấy con nha anh em ơi? 68 con. 29. 29 là mấy lần rồi? Có anh em đấu số 29 không? 29 nha. Có không? Không. Không có thầu kẹp tiếp. 68 con. 30. Kenny. 50 con bạn Nam Anh ơi. 31. Bình luận đấy ấy nha anh em ơi. Bạn Quý 64 con, bạn Quý 70 con. Bạn Thanh Tú 45 con. 32. 33. Bạn được 1 tới 100 thế nào cũng trúng. 34, 35. 36. 37, 38. 57 con rử. 57 con rử. 39. Vũ Mập 57 con rử. Chào anh em 40, nha. 41. Cường nhỏ nha. Cảm ơn Quý nha. Sếp Phi nha. Gấp ra, gấp bước ra. Đấy. 40. Đây cho anh em coi luôn nha. Đúng 40 con luôn anh. Cái căng ra luôn đây toàn. 40 con. Nhiều. Tùy theo con to con nhỏ mới ép ngẫu nhiên mà. Rồi. Anh em thấy không? 40 con. Chuẩn bị sớm chưa anh nào đúng có anh nào 38, 39 chưa có thấy anh nào mà... Có 40 con quá trời. Có không? Có. 40 con nhiều lắm. Không. Ở mà sao chính xác 40 con hay hả? Có. Cao con. Tùy theo con nhỏ mà gấu này 40 con đúng luôn kìa. Hay nha. Wow. Một lần thì anh em làm thì cũng làm cỡ 10 con. Ăn được 4, 5 lần. Ok anh em ơi. 10 con thì cũng tầm 3 người ăn nha anh em ơi. Sắp hết mực rồi. Mực thì liền nha. Mực anh em mình ra tới ngày nghéo ăn được rồi nha anh em ơi. Mực tới ngày ăn được là mình lụm thôi anh em ơi. Mực nghéo rồi mình gửi tới anh em thôi. Tại vì mực anh em mình muối chua nè. Rồi lúc đầu anh em mình bán, anh em mình chưa có kinh nghiệm mực muối chua mà anh em mình cứ... Anh em cứ để lại bình luận thôi. Ăn mực muối chua. Ok, bao nhiêu hũ anh, hũ bao nhiêu ký? 89 cành một hũ nha anh em ơi, hũ ra nửa ký nha anh em ơi. Nước và cá là nửa ký nha anh em ơi. Đó, tại vì con mực nó ngéo rồi, con mực nó sẽ xèo, nó tan thành nước thôi anh em ơi. Đó, khi nó ngéo rồi thì con mực nó teo nhỏ lại đó anh em ạ, nó tan ra nước. Mực mình mới chua cho nên là anh em ăn tranh thủ ăn nhanh nha anh em ơi. Cứ để qua ngăn mát ở ngoài thì anh em cứ tầm 1 tháng thì mực nó teo nhỏ lại, cái nước nó vẫn ngọt bình thường. Anh em để ngăn đông, ngăn tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh thì anh em mình có thể bảo quản được 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là không phải ăn mực nó hư, nhưng mà mực nó sẽ teo nhỏ lại thôi anh em ơi. Còn cái đâu nha anh em ơi. Hũ này thì anh em ăn cái tầm có 10 ngày là hết thôi, không có gì đâu anh em ơi. Trời mưa gió ăn ngon cực kỳ nha, trời nắng ăn quá ngon nha. Dùng để chấm rau sống nè. Đặc biệt rau lăng luộc nha, rau lăng luộc là cực kỳ là siêu phẩm kết hợp với mực cực kỳ ngon nha anh em ơi. Một cái đặc sản gian danh Bình Định mình luôn anh em ạ. Chấm với rau sống ngon, chấm với trứng chiên, đậu chả, trứng chiên, cuốn bánh tráng ngon. Rau luộc ngon. Ăn với bánh tráng nướng không cũng ngon nha. Đó, mình toàn những cái sản phẩm anh em mình là món dân giả mà. Món dân giả thôi anh em ơi. Ok, bạn Tài một tí nha. Đi đều nhông không toàn, cố lên anh em ơi, còn mắm. Cá cơm nguyên con không? Có mắm cá cơm nguyên con, để mình ghim mắm cá cơm nguyên con cho anh em nha. Mắm cá cơm nguyên con cũng là một mắm rất là ngon của bên team Sơn Dược Vlog anh em mình nha anh em ơi. Để mình ghim mắm cá cơm nguyên con cho anh em. Hoặc là anh em mua luôn cái combo đây nè. Combo mắm mực với mắm cá cơm nguyên con luôn cho nó nhanh gọn, cho nó uy tín luôn anh em ạ. Đây. Đấy, một mắm mực và mắm cá cơm nguyên con. Hai cái sản phẩm này thì anh em mình đều để ngăn mát tủ lạnh nha anh em ơi. Đó.
Nấm mật cá ngừ con, anh em bảo quản ngăn mát tủ lạnh nha anh em. Đó. Nên tay đặt hàng anh em ơi. À, anh em có để là bình luận thôi anh em ơi. Rồi, những anh em để bình luận xíu nữa anh em mình vào cho IP cho anh em nha. Khi nào có con mực, đúng rồi, được rồi, mình hứa nha anh em có con mực cho mấy anh em, nhưng mà cuối cùng là không có trăng này sao không hiểu sao mực khô không có anh em ơi, hay là do từ khi mình chơi mực tư gian danh thiên hạ, bây giờ là người ta lấy mực tư người ta làm hết nhưng người ta không để mực khô nữa, không biết nữa. Trăng này biển đói hả? Trăng này biển đói không có mực khô luôn anh em à. Mình đang kiếm mực bèo cho mực mực ba lai, mực cỡ 4 ngón tay cho anh em để anh em dùng cho nó tiện, cho nó ngon, mà cuối cùng không được, rất tiếc nha. Tại vì mực khô mực người ta để sẵn thì còn, trữ kho thì còn, nhưng mà mình không lấy những mực trữ kho lâu à. Mình chỉ lấy mực của bà con đi biển ra trong trăng vô thôi, mực đấy nó mới ngọt. Để gửi tới anh em mà cuối cùng không được nha anh em ơi. Đó, biển giả là vậy nha anh em ơi, có trăng no, trăng đói nha. Đó, ngày biển là vậy nha anh em ơi. Đó. Nó có tháng này tháng kia. Có tháng biển động, có tháng biển nó không có động nữa, nó tùm lum. Ok anh em ơi, cảm ơn em rất nhiều. Anh em nhanh tay đặt hàng anh em ơi. Đặt cũng mới mật về lắm. Uy tín luôn. Đó, anh em để là bình luận thôi. Để mình ghim cái nào nữa đây cho anh em nè. Ghim cái mâm rút lên, mâm rút hồi nãy giờ không có thấy. Đây, mâm đục luôn anh em ơi, cho mâm đục nè. Mâm đục cực kỳ ngon, cực kỳ dễ ăn luôn. Đấy, gia vị pha chế cũng rất là dễ nha anh em ơi. Đó, mắm đục, của em gọi là mắm đục. Ok. Bạn Chiến Trần bơm và Chiến Thằng bơm hàng. Bữa nay mới xuất hiện lại Chiến Thằng bơm hàng nữa đâu. Bữa mua anh hai hũ mắm mực về ăn tự nhiên hai cái nách nó làm tẹt tẹt. Sạch sạch, còn tét nách luôn. Rồi, quá đi tốn tiền phẫu thuật rồi. Mắm đục là mắm. Mắm gì? Mắm đục đây là mắm ngoài biển anh em ạ. Người ngoài biển á, anh em đi biển thì dù cá mà thì có cái dụng cá nhỏ nhỏ này mày. Đó, cá nục hoặc là cá ngừ nhỏ nhỏ đó, người ta dư đó, người ta bình thường người ta bỏ. Mình còn khi mà anh em nào mà làm xiên, đi biển làm xiên á thì anh em lấy cá đây anh em muối. Đó, xong về cái mình lẹp ra cái mình gửi cho anh em. Đó. Mắm này ăn cực kỳ ngon nha. Vũ ơi, chín giờ Vũ ơi. Cảm ơn bạn Trần Hơn ơi, xíu mà sao tin cho bạn. Mà có mắm cái coi anh em ơi, mắm cái hả? Mắm cái thì mắm đục đây thôi, nhưng mà mắm đục đây mình lọc ra thôi. Đó, nhưng mà mắm cái thì nó còn cái con. Đấy, như anh em mình lọc ra thì anh em bỏ cái xác đi anh em ơi. Đó. Bữa nay mình chơi hiện đại hơn, mình chơi mắm nó cũng là mắm cái nhưng mà mình lọc ra nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bạn Như Lục Bình ơi mua hai hũ. Đúng rồi, anh ơi, anh vào anh nhắn vào cái đơn hàng thử anh xem thử nó cái tài khoản nó có được trợ giá không, nhiều khi nó trợ giá nó giảm giá nữa đó anh em ơi. Đó. Tùy cái tài khoản của anh em nha. Đó, do TikTok nó trợ giá. Uy tín không anh em? Rồi, anh em mỗi lần like thì anh em chỉ gấp một thùng, hết một thùng là xong, xuống phiên like nha anh em ơi. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi like, ủng hộ anh em mình nha. Nghiêng thùng là anh em biết rồi nha. Anh em nhanh tay đặt hàng nha, nhanh tay nha anh em ơi. Nhanh tay đặt hàng anh em nha, có thể để lại bình luận hoặc là anh em nhắn vào cho hàng để anh em đặt cho nhanh nha anh em ơi. Đó, tranh thủ anh em hãy nên mua hàng trên những cái phiên live như thế này để khỏi bị những bên khác lấy video của anh em mình quảng cáo lại và làm không đúng cái sản phẩm như trong hình ảnh nha anh em ơi. Anh em chú ý cho mình cái, cho nên anh em mình sẽ chịu khó đi like nhiều một chút để những anh em nào thích đặt sản phẩm đặc sản của Bình Định anh em mình thì đặt cho nó chuẩn nha anh em, khỏi bị nhầm lẫn. Không tin đã bỏ ra mua rồi mà cuối cùng về ăn cái sản phẩm không đúng thì nó tức mình lắm anh em ơi. Đó, ai cũng vậy nha. Và tất cả sản phẩm của anh em mình thì nếu có sản phẩm bị lỗi hay sự cố gì anh em nghe tức gọi mình bồi thường anh em 100%. Mình luôn để cái địa chỉ và số phone hotline của mình ở trong cái hộp đấy, anh em khui ra sẽ thấy nha. Tức nha anh em ơi, nhiều khi anh em gọi mình thì mình bận cái mình không nghe máy được thì anh em cứ nhắn tin này, lúc nào mình cũng phản hồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi, anh em yên tâm đi nha anh em ơi. Đó, lâu nhất là nửa tiếng đồng hồ, từ 8 giờ là mình còn hoạt động, còn ví dụ khuya quá thì sáng hôm sau mình trả lời anh em nha. Anh em yên tâm nha anh em ơi. Đó, anh em cứ bình tĩnh mà đặt hàng thôi, không có gì mà phải sợ sản phẩm này kia giả hay gì hết nha anh em ơi, uy tín như vậy đó. Ok mấy anh em ơi, anh em nào đặt hàng nếu sản phẩm ngon giá chất lượng thì anh em chịu khó đánh giá 5 sao ủng hộ cái sản phẩm đặc sản của anh em mình nha. Sản phẩm mắm mực muối chua hiện giờ trên thị trường rất là ít người dám bán cái sản phẩm này, tại vì muối chua anh em bán không hết thì con mực nó sẽ tan hết thành nước thì anh em bán sẽ bị lỗ nha.
Đấy, anh em thấy con mực của anh em mình, con mực anh em mình lấy con mực này để muối, thì con mực đây thực sự là những con mực anh em vào nhà hàng anh em ăn mực là con mực anh em mình đang bán đó anh em ơi. Đang muối là những con mực anh em vào quán nhà hàng anh em ăn đó anh em ơi. Đó. Anh em mình cũng vẫn hay quay con mực ra cho anh em xem, mỗi lần anh em mình muối anh em có quay cho các bạn xem á, anh em vẫn lấy con mực ra anh em mình chế mì tôm anh em mình ăn bình thường nha anh em ơi. Đó. Quay cái đầy đủ các kiểu cho anh em thấy. Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Điền ơi. Ok em thấy rồi, xin anh nhắn tin nhâm điền bây giờ á. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình ở huyện Hòa Nhơn, Bình Định nha anh em ơi. Cảm ơn và các bạn, cảm ơn Nhị Ca nha. Anh em tranh thủ nhanh tay lẹ mắt đi anh em ơi. Tranh thủ 5 phút nữa anh em ơi, 5 phút nữa mình xuống like nha. Cảm ơn mấy anh em nhiều. Ok, chào mấy chị em nha, chào mèo nha. Ồ, hết chưa Toàn? Còn tầm 25 phút nữa xem nha. Rồi. Tươi xanh rồi canh rồi, anh em mình chuẩn bị mình có một món đó là đầu heo chấm mắm mực rồi. Thử ăn nó ngon cỡ nào, lâu quá rồi chưa ăn món đấy, thèm quá. Mấy chị em nhanh tay đi lẹ mắt đi mấy chị em ơi. Lâu quá chưa ăn cũng nhanh tay quá, hàng nhanh đi chuẩn bị cho mình lụm luôn. Anh em nhớ bấm vào theo dõi nha, nhấn nút theo dõi để vào xem clip tiếp theo đó. Anh em vào xử cái đầu heo chấm mắm mực thử nó ăn nó ớt salad cỡ nào nha anh em ơi. Ơi đúng rồi, chào bạn Trần Thanh Hòa nha. Ok. Bên đó không cho anh em mình quay nữa thì anh em mình chuyển qua bên khác mình làm thôi anh em ơi. Đấy. Cố lên anh em ơi. Đó. Mình xin xuống like tại đây nha. Anh em nhớ đặt hàng nha anh em ơi. Anh em cứ mình ghi bên này anh em ơi, anh em nhắn vào đặt nha. Anh em chú ý đặt cái combo, những combo này rất là tươi xanh, anh em đặt hàng cho ngon nha anh em ơi. Combo này tí nữa mình ghi cho anh em xem nè. Đó, anh em nhanh tay đặt đây anh em ơi. Đó, nó đang hiện trên màn hình này, góc tay trái màn hình của anh em á. Anh em nhắn vào anh em đặt cho nó chuẩn nha, nó khỏi bị lạc đề, lạc tông nha. Nó khỏi sợ giả mạo nữa anh em à. Cảm ơn anh em nhiều nha. Ok anh em, cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian quý giá của anh em đã vào xem like của anh em mình nha. Đặt khung mắm ủng hộ anh em mình nha. Đấy. Những sản phẩm anh em gửi đến khán giả là những sản phẩm rất là ngon và nó là gọi là đặc sản ở quê anh em mình nha. Ăn rất dễ nha. Đó, trong cái bếp anh nào cũng có thể có một cái hũ này để trong cái bếp. Để khi anh em nấu ăn hay có khách thì anh em lấy ra anh em dùng cho nó tiện nha. Chỉ mà tới ngày mà lúc có khách là mua phải tới 3-4 ngày nó mới có tới nhà thì nó lâu lắm anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều. Anh em nào đặt hàng anh em mình ngon thì anh em cứ đánh giá 5 sao giúp mình ủng hộ anh em mình nha. Chào anh em, cảm ơn anh em nhiều nha. Chào anh em nha. Rồi anh em đặt hàng bên Facebook anh em cứ để lại bình luận nha anh em ơi. Anh em cứ để lại bình luận là sẽ có Toàn, Vũ và mình hay là Gà Go sẽ vào chốt đơn cho anh em. Anh em cứ yên tâm đi. Anh em cứ để lại bình luận hay để dấu chấm hay chữ IP cái là anh em mình vào sẽ chốt đơn cho anh em ngay tức trong vòng 5 phút sau nha anh em ơi. Đó. Anh em tranh thủ đặt hàng đi Việt La nha, để anh em đặt đúng cái sản phẩm mắm mực bên anh em mình. Chứ nhiều khi anh em đặt lộn bên những cái video mà người ta lấy chạy quảng cáo cái là nó sợ nó lộn chỗ không phải. Sơn Dược Vlog anh em mình nha. Sơn Dược Vlog anh em mình hiện giờ đang có gần 489.000 người theo dõi rồi. Anh em chú ý nha. Những cái trang anh em chú ý đặt hàng trang lớn như anh em mình đó, nó cho chuẩn nó khỏi lạc nha anh em ơi. Chú ý cho mình cái, mình đặt hàng. Nếu anh em chịu khó thì anh em biết trang nào giả, trang nào không giả liền. Tại vì trang gốc thì mình hay đăng video mình tương tác nhiều, anh em sẽ nhìn, anh em sẽ biết nha anh em. Chú ý anh em đặt hàng phải chú ý cho mình cái nha. Cẩn thận mua một sản phẩm mà cứ để bị người ta gạt, người ta lừa uổng lắm, tức lắm nha anh em ơi. Tức lay qua anh em mình luôn nha, mà thực sự không phải sản phẩm anh em mình. Cho nên anh em bây giờ anh em đặt hàng anh em hãy để lại bình luận thôi anh em ơi. Anh em nhắn là bình luận thôi, để một dấu chấm thôi. Cảm ơn bạn Bảo Gà đã để lại bình luận nha. Chuẩn bị mình vào nhắn tin bằng Bảo Gà liền nha em, Bảo Gà ơi. Đó. Anh em tất cả sản phẩm anh em mình có bị sự cố gì anh em cứ ngay tức nhắn tin vào Sơn Dược Vlog ngay tức, mình có cơ chế mình bồi thường anh em, mình đổi trả anh em các kiểu là điều nha anh em ơi, yên tâm đi. Một sản phẩm bị lỗi anh em mình xin nộp cạc 100k cho một sản phẩm để bồi thường anh em. Thằng nếu anh em thích đổi sản phẩm nào thì mình đổi ngay tức thôi. Sản phẩm anh em mình thì cứ tầm 2-4 ngày siêu gia tới nhà của anh em nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, anh em hãy tranh thủ đặt hàng trên line này, anh em để lại bình luận để anh em được anh em mình vào IP nhắn tin cho anh em để báo giá cho anh em các kiểu cũng là điểu nha anh em ơi. Mình xin xuống ra tại đây, cảm ơn anh em.